thời gian là vui vì vui quá mà em không hát được những cái bài mà buồn như thế này. Dạo này hơi buồn lại rồi. Trung tâm Hiền Miêu xin kính chào quý khán giả. Trước mặt quý khán giả ngày hôm nay thì bên Hiền Miêu đang về được 4 cục đẩy XTI 6000 của hãng Crown. Xin phép tư vấn tiếp thị tới nha. Và đây là một trong những dòng đẩy hiếm gặp trên thị trường. Nhưng ngày hôm nay thì bên Hiền Miêu đang về được 4 cục còn full shop luôn. Tại thị trường anh em cũng sẽ hiếm gặp những cục full shop này. Nhưng Hiền Miêu đang sở hữu được 4 cặp. Và ngày hôm nay thì bên em mình đang tiếp thị giới thiệu tới anh em chơi với các dòng loa neo của đời SGX. Đây là cặp SGX 738. Xin phép giới thiệu tới anh em. Anh em nhìn sơ lược về thiết kế của khung đẩy này. Anh em nhìn độ đẹp và độ tĩnh của khung đẩy này. Nghe vàng mùa thu sau lưng ta, anh ơi thu tiết ta. Em nhìn độ đẹp và độ sắc nét của khung đài này là phút giúp anh em nhá. Ôi người vì ta qua phong ba, có còn nói đến trong tâm tư thương hiệu Crown lệ, thì anh em đã biết rồi, nó quá nổi tiếng trên thị trường rồi, một trong thương hiệu đẳng cấp của Mỹ rồi. Và đời cao XTI 6000. Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi, nay đã không còn gì. Thật rồi, chỉ còn yêu hắn cơn sầu khôn nguôi. Tiếp thị tư vấn sâu để cho bác nào tìm mua về cục này có thể hiểu hơn về thiết kế, hình thức cũng như công suất của con đài nha. Đây là một trong những dòng đài của Mỹ, thương hiệu Crown và đời cao. Đời XTI 6000 này thì với model XTI thì nó sẽ có các model sau. Nó sẽ có con này XTI 1000 này, XTI 2000 này, XTI 4000 và XTI 6000. Thì đây là con XTI 6000
thì xin phép giới thiệu tới anh em về thiết kế của con XT6000 này. Thì nó sẽ có hai chế độ đánh, một là sitter, hai là brit. Thì ở chế độ sitter thì nó có sẽ có các chế độ đánh ở các trở kháng như sau. Một là trở kháng 8 ohm, thì XT6000 này ở trở kháng 8 ohm sẽ là 1200W, trở kháng 4 ohm của nó là 2100W, và trở kháng 2 ohm nó là 3000W. Còn chế độ đánh bright cộng hưởng của nó 8 ohm của nó là 4200W, và 4 ohm của nó là 6000W. Quá khủng luôn. Một trong những dòng đẩy khủng long. Và thiết kế này, anh em nhìn độ đẹp của nó này, quá đẹp luôn. Và đặc biệt rất im và tĩnh luôn. Đấy, đây là cái công tắc nguồn của nó này. Còn tên của cục đẩy là XTI 6000. Sẽ sở hữu dòng đẩy hai kênh. Kênh nó sẽ là CS1 và CS2. Anh em nhìn, nó sẽ có hai kênh này nha. Còn Crown nó là thương hiệu của nó. Đây là vương miện này, vương miện của Crown và Mỹ xịn luôn. Xin phép quay chi tiết giới thiệu tới anh em về con đẩy này. Thiết kế của con này thì nó là mặt phay nhôm thép trắng. Đối với dòng đẩy XT6000 này thì chuyên phù hợp và chơi đánh cho các dòng loa neo công suất lớn. Đối với con này thì nó là công suất lớn nhất của các con 1000, 2000, 4000 và con này 6000 là con khủng nhất. Thế anh em biết rồi. Con này thì đánh hai chế độ là sitter và rai, đã giới thiệu tới anh em rồi. Thế anh em nào mà tìm mua về con này thì với những dòng loa công suất thấp hơn ở trở kháng sitter và brai có thể liên hệ với em. Thì em sẽ quay chi tiết. Và ngày hôm nay thì em về được 4 cục Crown XT6000. Thì em bóc ra trưng bày giới thiệu anh em một cục này. Quá đẹp luôn. Thì trên thị trường anh em sẽ chỉ tìm gặp với những con bãi thôi. Nhưng ngày hôm nay em có 4 con là full thùng xốp, giá thành hợp lý cho anh em chơi nhá. Nếu những con này hàng full thùng xốp thì nó quá đắt luôn. Giá nhập nó rơi vào khoảng trên 70 triệu một cục rồi. Nhưng mà giá em bán hàng bãi nhưng mà còn full xốp như này, nhưng mà giá lại êm du cho anh em. Thế nên là em mới làm video quảng cáo giới thiệu tới anh em. Và sẽ giới thiệu tới anh em về con này. Anh em nhìn này, con này rất tĩnh nhá. Bật này, bật nguồn này, xong lát em sẽ quay phía sau. Đấy, bật nguồn lên. Thì con này thiết kế một cái đèn LED này. Và chế độ set đánh, chế độ đánh của nó thì thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi. Quá hay luôn. Anh hỡi đôi mình, mộng này đã tan, tình đã xa. Bật lên này. Em khóc những chiều, anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Tiếng của con XTI 6000 này
đánh với các dòng loa neo. Loa neo thì nó sẽ chơi với các dòng loa như SX715, 722, 725, 738. Đấy là những các dòng của loa neo mà đời cao để phù hợp cho các dòng công suất chơi như con XT6000 này. Và đánh với anh em, đánh với các dòng loa thì anh em biết rồi, thì trở kháng càng thấp thì công suất càng lớn. Đây, trở kháng 8 ohm khác này, 4 ohm khác này, 2 ohm khác này. Đây là công suất của nhà sản xuất đưa ra. Chứ còn để khẳng định điều này thì em yêu cũng không dám khẳng định là 100% nó là chính xác. Nhưng nếu về thương hiệu của Crown Mỹ thì họ đã đưa ra công suất về các trở kháng từ 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm như này thì đã đạt theo tiêu chuẩn của quốc tế rồi. Thì mình cũng nên theo họ, chứ mình phản bác họ thì cũng khó. Vì tất cả họ đã đưa ra một cái thông số và đáp tuyến chính xác rồi. Thì anh em cứ yên tâm đánh với các trở kháng nó. Đối với dòng loa 8 ohm thì con này đạt 1200W. Đối với dòng loa 4 ohm nó đạt 2100W. Và đúng là 2 ohm là đạt 3000W. Còn chế độ đánh Braille 8 ohm nó là 4200W. Và đánh 8 ohm là 4200W. Còn đánh 4 ohm của nó là 6000W. Quá khủng luôn. Đây là một trong những con đẩy có công suất lớn và chạy mạch lát IT nhá anh em nhá, mà trong một trong những mạch có độ tĩnh cao và hiệu suất âm thanh lớn. Thì sau đây em yêu quay chi tiết giới thiệu tới anh em. Đặc biệt chơi với các dòng loa neo thì hết thuốc. Thôi nhé em ơi, tình đã lỡ rồi, buồn cũng thế thôi. Đây là con đại. Anh nén chua cay, nhìn em khóc than. Đây là buồn. Tình duyên bé bà. Thôi nhắc làm gì cho xót xa nhiều, bao nhiêu hận căm. Thế bây giờ đang cắn thẳng để đánh cho nó cho chuẩn luôn. Mối tình ngày xưa xóa dần trong mơ, trôi xuống tuyến đài. Mới tìm Ui Đà đòi sản xuất Mỹ cho anh em nhá. Xóa dần trong mơ, cuối cùng trôi xuống. XT6000 này thì đặc biệt anh em chơi với những đôi full kép 725, 738 và các dòng loa neo thì chấm hết về phần giải lời của nó luôn. Sau đây em sẽ thử cho anh em về giải bát để anh em nghe xem có đạt yêu cầu hay không thì anh em đánh giá nhé. Vì chất của cục đẩy này thì nó quá đẳng cấp luôn rồi. Muốn thử. Không chịu.
biệt về con đẩy Crown XT6000 này thì cực tĩnh và im, quạt gió im đét, nó lợi hại hơn các đời như 3600, 502 nhá, im thít, không một tiếng kêu luôn. Đấy, tắt bật im thít luôn. Đấy, bật lên này, quạt gió rất tĩnh, nhưng công suất lớn hơn của Crown 502 luôn. Nên con này giá thành sẽ đắt hơn. Giới thiệu qua với anh em về con XT6000 này thôi. Thì anh em nào nhu cầu tìm mua và liên hệ với anh em Hiền Mưu. Giá ở cục này trên 40 triệu một cục full shop này. Bác nào nhu cầu mua thì liên hệ với em. Và nữa, xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Số điện thoại 0973 096 520 và 0973 034 319.